Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Và mỗi thứ hai hàng tuần, phần thứ tư, chúng tôi lại mời anh Anthony lên để trình bày thêm về những tin tức liên quan đến chứng khoán và hầu bao của quý vị. Gửi lời chào Anthony ngày hôm nay. Chào anh, kính chào quý vị. Trong tuần lễ vừa qua có những gì mới đáng quan tâm? Mình có thể mình thở phào tại vì tháng 9 nó qua rồi. Tháng 9 vừa rồi đó thì SP 500 hụt 5%. Rất là tệ nhất từ khi mà tháng 3 2020 là COVID bắt đầu đó. Nếu mà nhìn cái SP 500 cho năm ngoái đó là nó vẫn lên là 30%. Còn mà year to date từ đầu năm đến giờ đó SP 500 là 15%, vẫn là lời. Phải không? Còn anh đi ngược là 10 năm đó, SP 500 lên 300% lận. So mình cái nhìn là cái nó gọi là optimistic, hướng tới tương lai lạc quan mà. Mặc dù hồi nãy anh có nói về cái lạm phát tạm thời nha. Thì theo mình nghĩ đó, everything come back to normal. Thứ nhất là cái tác động của COVID-19 sẽ bắt đầu giảm bắt đi đầu, với loại bỏ sau 2022. Cũng tại vì công nghệ đó càng ngày càng tối tân, những cái sản phẩm mà càng ngày chế ra càng nhỏ, càng rẻ hơn, càng tối tân hơn. Với lại cùng với những cái phổ biến của chẳng hạn như là automation, là tự động hóa này, AI, artificial intelligence, internet connection, với lại nó gọi là điện toán trên mây đó, thì những cái đó đó nó có cái tác động nó giảm bát chứ không phải là lạm phát, phải không? Thì mặc dù cái tạm thời bây giờ lạm phát nhưng người ta quan tâm nhiều, trở lại bình thường. Đó, cái đó là cái quan sát của mình thôi. Cái quan sát thứ hai đó thì cái tiền lời lãi suất 10 năm nó vẫn là cỡ chừng từ 2 trở xuống, phải không? Thì những hiện nay là vẫn còn thấp, sẽ tiếp tục trong vài năm vẫn còn thấp. Anh nghĩ cũng sẽ thấp. Tại vì sao? Tại vì công nghệ, phải không? Như lại bằng chứng là những cái tăng trưởng của nguyên tắc cơ bản của các ngành với lại các kinh doanh. Đó, thì cái mình thấy là cái lãi suất 10 năm Treasury bill vẫn gần dưới 2%. Với lại những cái mô hình mà tính định giá cổ phiếu đó của thị trường chứng khoán đó đã chuẩn hóa cái 2% đó rồi. Tức là đã nằm trong đó rồi. Họ đã include bao gồm luôn cái 2%. Đó thì lạm phát thấy đó, cái đó có. Là cái đó là cập nhật ngắn gọn trong ngày hôm nay. Thì khi mà anh đầu tư vào tăng trưởng cổ phiếu, tức là growth stock, anh phải coi ít nhất là 3 điểm. Một là revenue, phải có doanh thu. Doanh thu. Hai đó là phải có tiềm năng tăng trưởng, cái potential. Và ba nữa là phải có một cái momentum, tức là một cái quán tính, một cái đà. Thì công ty ngày hôm nay Anthony recommend, không phải recommend, cũng là đề nghị chia sẻ với quý vị đó là chuyên môn về cái y tế thiết bị và cho tiểu đường. Tiểu đường. Dạ, anh thấy là mỗi năm cái con số người mà bị chuẩn đoán mà diabetes đó nó lên 1,5 triệu lần. Hồi 2010 cái con số mà dự đoán là sẽ bị diabetes là 478 triệu, nhưng bây giờ nó quá rồi. Dạ, thì hồi xưa anh biết là để mà kèm cái mức đường của mình phải chích cái insulin, phải chích cái đúng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, cầm ống chích vô chích vào bụng. Dạ, thì gần đây hiện tại thì nó cũng như là tối tân là pump, tức là máy bơm. Máy bơm. Dạ, máy bơm mới ban đầu thì đắt lắm, nó bự như vậy nè, bự. Nó cực kỳ cả ngàn bạc, nhưng bây giờ nó chỉ có đầu ngón tay. Wow. Dạ,
dưới 500 đồng. Cài vô cái thắt lưng thôi. Dạ, thì đúng. Dạ. Cả ngày đó anh hả? Dạ. Công ty chuyên môn sản xuất cái thiết bị này gọi là Tandem Diabetes Care. À. Cái cổ phiếu là TNDM. Dạ. Thì nói về doanh thu đó, cái quý 2 đó đã lời đến 58% so sánh với quý 2 năm ngoái. Nói mà là trong 2021 đó đã tăng lên 35% so với năm ngoái. Thấy không? Thì so sánh với những cái mà công ty cạnh tranh chẳng hạn như là Dexcom, Insulet với lại Medtronic vẫn còn thua cái công ty Tandem này. Nói về tiềm năng đó, cái market cap hiện tại bây giờ chỉ có 4 tỷ thôi, nhưng mà dự đoán là lên 2028 sẽ lên đến 12 tỷ. Rồi, thì khi đó là cái tiềm năng potential của công ty này. Ngoài Mỹ ra thì cái bệnh mà tiểu đường đó nó gọi là toàn cầu chứ không phải chỉ có nước Mỹ thôi. Yeah. Vâng. Cái market của bên nước ngoài đó nó gấp 2 lần cái market của nước Mỹ. Đó. Rồi nói momentum tức là có cái đà lên đó. Anh thấy cái graph hồi nãy không? Từ 2012 cho đến 2020 nó lên. Yeah. Cái momentum là như vậy. Mặc dầu cái giá trị của cái cổ phiếu này là chỉ có discount cái chừng 6-7% thôi. Nhưng mà cái average, moving average của 50 ngày nó đã quá cái mức average của 200 ngày. Thì cái đó mình thấy là có cơ hội để mà tăng lên. Sẽ còn lên nữa trong tương lai. Rồi công ty, cái đó là về đầu tư tăng trưởng. Nếu mà quý vị muốn đầu tư về, nó gọi là income investing. Tức là thu nhập phải không? Chỉ có thu nhập, chỉ có tiền lời thôi. Kiếm tiền lời ha. Thì hồi xưa đến giờ mình thích là cái ủy thác đầu tư bất động sản. Real Estate Investment Trust. Nhưng sở hữu những cái tòa nhà thương mại mà về cho ngành y tế. Thì công ty Global Medical REIT này đó, cái ký hiệu là GMRE, đang sở hữu hơn 155 tòa nhà thương mại qua 33 state. Rồi những tenant là ai? Những tenant là công ty y tế rất là lớn, chẳng hạn như là Encompass Health ở Arizona, Nevada với lại Pennsylvania. Rồi cũng có California Cancer Associates Research Department ở San Marcos. Rồi ở bên Texas cũng có. Thì hiện tại bây giờ cái giá rất là rẻ, chỉ có 15 đồng thôi, tại vì công ty này mới có 10 tuổi thôi. Cái tiền yield đó là tiền lời cái chừng 5.5%. Sẽ có cơ hội là được mua, tức là được acquire bởi những hãng lớn khác. Đặc biệt cái đó là hai cái ý kiến ngày hôm nay. Thứ nhất là tăng trưởng cổ phiếu của Tandem. Thứ hai là cái thu nhập cổ phiếu của Global Medical. Đây một loại cổ phiếu mà họ tập trung đi tìm kiếm mua những cái tòa nhà hoặc là xây dựng những cái tòa nhà rồi dùng cái tòa nhà đó cho thuê lại. Mà thuê và kiếm lợi cho những công ty y tế. Công ty y tế thì cái việc mà bền vững nó rất là tốt. Hoặc là những bác sĩ, những nha sĩ, những professional về những y tế. Những tòa nhà văn phòng y tế nè, những cái trạm xá y tế vân vân. Thì những cái người thuê như vậy nó gọi là A tenant. Anh thấy cái lease, cái công ty mà Global Medical REIT này, cái lease còn lại ít nhất là cái chừng 7.5 năm, mà mỗi năm cái tiền rent nó phải lên thôi. Lease 7.5 năm. Cái mà nó gọi là healthcare REIT á, mình thấy là rất là hay. Trong một năm qua đã tăng được 16% hơn, và cái mức tăng khổng lồ. Chúng tôi thấy phần lớn đó, họ tăng vài phần trăm thôi. Vì lý do là bị chia tiền lời, những cái cổ phiếu nào mà chia tiền lời nhiều đó họ không có tăng nhiều. Nhưng mà riêng với cổ phiếu này thì tăng đến hơn 16%, giá là khoảng 15 đồng 9 xu. Cho nên hôm ngày hôm nay thì anh lại tập trung vào hai điểm. Thứ nhất là vật cụ
y tế, và thứ hai là những cái tòa nhà để thuê mướn y tế. Dạ. Cái ngành y tế đã vẫn sẽ còn tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Rất cảm ơn anh Anthony rất nhiều, rất tiếc là hết giờ rồi, thôi hạnh với anh vào kỳ tới. Nếu quý vị có thêm thắc mắc thì liên lạc thẳng với anh Anthony. Dạ, xin cảm ơn anh, xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và giữ làn sóng này theo dõi tiếp tục các chương trình thường lệ vào trong YouTube. Quý vị nhớ nhấn nút subscribe quý vị nhé. Trân trọng kính chào.